Việc di chuyển của bầy khỉ đầu chó đang thu hút sự chú ý của đám chó hoang. Nhưng để bắt một con khỉ làm thức ăn thì bầy chó cần suy nghĩ lại. Bởi khỉ đầu chó rất hung tợn và chúng cũng có thế mạnh về bầy đàn. Nếu kẻ đi săn không có thân thủ nhanh nhẹn và thể trạng cao to thì việc bắt một con khỉ đầu chó là rất mạo hiểm. Trước sự bám đuôi của bầy chó, những con khỉ đực to khỏe được bố trí đi ra phía ngoài. Khỉ cái và khỉ con đang được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Sau một hồi theo sát, những tay thợ săn đã bao vây được một con khỉ đực đơn độc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà con khỉ đực này lại bị rớt lại. Hay nó đang cố tình dừng lại để thử sức với những kẻ đối mồi. Trong vòng vây của bầy chó, kẻ đơn độc tự tin như một chiến thần. Nó không ngần ngại đánh trả bất kỳ con chó nào muốn nạp vào. Một cú cào trúng đích, khỉ đầu chó dễ dàng xé toạc da của một con chó. Những kẻ đi săn chia thành vòng tròn để cùng tấn công một lúc. Nhưng với sự linh hoạt và khỏe khoắn, kẻ đơn độc không có một chút gì hoảng sợ. Nó đứng sừng sững giữa trung tâm và như thách thức tất cả kẻ đi săn. Cuối cùng, bầy chó đã quyết định khôn ngoan. Chúng dần tấn công và từ bỏ hẳn cuộc săn này. Ở châu Phi, khỉ đầu chó tuy đông mạnh, nhưng chúng cũng nằm trong bữa ăn của nhiều mãnh thú săn mồi khác, với sư tử, báo hoa mai và cả chó hoang. Chỉ khi nào thực sự khan hiếm thức ăn, quá đói khát thì chúng mới nghĩ đến việc săn bắt khỉ đầu chó. Nếu chưa bị dồn vào đường cùng trong việc cạn kiệt thức ăn, những mãnh thú này sẽ không muốn chạm trán với khỉ đầu chó. Tiết trời u ám, một con báo hoa mai di chuyển nhẹ nhàng trên cây. Nó được xem là mãnh thú không đội trời chung với khỉ đầu chó. Bởi báo hoa mai leo cây giỏi, mà khỉ đầu chó lại thích sống trên cây. Hai loài hoang dã này như nước với lửa. Kẻ đi săn hơi liều mình khi nhắm vào một bầy khỉ đầu chó đông đúc. Ngay lập tức, khỉ đực đầu đàn đã lao ra nghênh chiến. Nó dám đánh trực diện một con báo hoa mai. Nó đúng nghĩa là một thủ lĩnh đáng gờm. Chỉ cần vài đòn cào, nó đánh bay con báo rất khỏi cây. Khỉ đầu chó nhiều lợi thế hơn báo hoa mai, vì nó đeo bám cành cây rất giỏi. Báo hoa mai thì dựa vào kỹ năng giữ thăng bằng trên cây là chính. Nếu bị khỉ đầu chó phát hiện ra, báo hoa mai sẽ không thể săn được mồi, bởi báo hoa mai chỉ săn bắt khỉ con là chủ yếu. Trước sức mạnh to lớn của khỉ đầu đàn, kẻ đi săn bỏ chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Rốt cuộc thì mãnh thú nào làm cho khỉ đầu chó sợ nhất? Vì khan hiếm thức ăn, bầy khỉ đầu chó hơn 50 thành viên này đã mạo hiểm đi vào lãnh địa của sư tử. Sự thông minh của một loài linh trưởng, khỉ đầu chó biết rất rõ sức mạnh của lãnh chúa ở đây. Nhưng chúng sẽ dựa vào sự cảnh giới cao độ và leo trèo giỏi để khai thác lượng thức ăn nơi này. Những con khỉ ở trên cao vừa nghỉ ngơi vừa cảnh giới cho đồng loại dưới mặt đất thấp. Nhưng chúng đã đánh giá quá thấp kẻ săn mồi khét tiếng của đồng cỏ. Một con sư tử cái âm thầm tiếp cận. Một mình nó sẽ tiến hành cuộc săn này. Các thành viên còn lại không tham gia để tránh bị phát hiện. Sư tử cái đơn độc, nhưng chừng nãy con khỉ chẳng có cửa để chiến đấu với nó. Nó sẽ cố gắng tìm kiếm một bữa thịt khỉ đầu chó trong mùa khan hiếm thức ăn. Việc di chuyển của kẻ đi săn đã bị lộ. Bầy khỉ bật báo động và thi nhau bỏ chạy đến nơi an toàn. Nhưng có một con khỉ phớt lờ cảnh báo. Nó cầm cùi ăn mà không quan tâm đến mối nguy hiểm cận kề. Có thể nó có vấn đề về thính giác. Sư tử cái đến quá gần, con khỉ bỏ chạy trong muộn màng. Một cú vồ duy nhất, kẻ đi săn dễ dàng lấy mạng con vật xấu số. Đừng nói là khỉ có răng nanh và móng vuốt như hổ. Trước sức mạnh của sư tử, con khỉ không có bất kỳ cơ hội nào để ra đòn. Sau khi có chiến lợi phẩm, tất cả thành viên lộ mặt. Chúng sống lại chia bữa ăn trông thật đáng sợ. Con khỉ vài chục ký giờ chẳng khác gì một miếng thịt nhỏ chia ra cho từng mãnh thú. Mãnh sư chính là thế lực duy nhất mà khỉ đầu chó không dám chống lại. Có một điều lạ lùng là cá sấu có tỷ lệ săn khỉ đầu chó thành công nhất. Những gã quái vật luôn tạo ra cái bẫy chết chóc gần mép nước. Khi muôn thú đến uống nước, trong đó có khỉ đầu chó, đều có nguy cơ rơi vào bẫy.
các loài thú ăn cỏ khác như linh dương, phản xạ nhanh sẽ thoát được cú vồ đớp của cá sấu. Trong khi khỉ đầu chó chậm hơn và chúng đi theo bầy đàn rất đông. Đó là lý do cá sấu săn được khỉ đầu chó với tỷ lệ khá cao. Con khỉ đầu chó này là một nạn nhân điển hình. Nó bị quái vật đầm lầy đớp trúng. Trong cơn đau tột độ, kẻ gặp nạn cố gắng kháng cự lại cá sấu. Nhưng hãy nhìn lên bờ, đàn khỉ không bỏ đi. Chúng lo lắng sốt ruột chạy bắn loạn. Bởi khỉ đầu chó cũng là một loài thú rất giàu tình cảm. Sống theo bầy đàn, sợi dây liên kết thành viên giữa chúng rất bền chặt. Khi thấy đồng loại gặp nạn, chúng luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ. Nếu đối thủ quá sức như sư tử, thì khỉ đầu chó không dám chống lại. Nhưng chúng rất buồn và quẳng quanh ở nơi xảy ra biến cố. Còn nếu có khả năng đánh trả, khỉ đầu chó sẽ bám trụ tìm cách. Chúng không bao giờ bỏ đi xa. Chúng cũng không đứng nhìn một cách vô cảm, mà chúng hay kêu lên rất to, như thể khích lệ đồng loại gặp nạn hãy cố gắng lên. Với kẻ gặp nạn, nó có một ý chí sống phi thường. Nó nén đau và tìm cách lôi kẻ đi săn đến gần bờ. Chỉ chừ có thế, bầy khỉ nạp vào tấn công gã quái vật. Kẻ đi săn buộc phải thả côn mồi ra. Kẻ gặp nạn vượt qua thời khắc sinh tử. Hình ảnh cứu giúp đồng loại của bầy khỉ thật đáng khâm phục. Đây cũng chính là hình ảnh giáo dục tốt đẹp để thế hệ khỉ con kế thừa và phát huy. Theo dòng chảy của thời gian, loài khỉ cứ thế mà học theo và làm tốt hơn thế nữa. Vậy điều gì xảy ra khi khỉ đầu chó đụng độ báo săn Gepa? Con báo săn Gepa này đang tiến hành cuộc săn linh dương ngay trong lãnh thổ của bầy khỉ đầu chó. Kẻ đi săn nhanh nhất đồng cỏ đã có được bữa ăn. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra. Bầy khỉ đầu chó tập hợp lại và quyết định tấn công báo săn. Trong khi con báo lai hoay chưa kịp kết liễu con mồi, thì bầy khỉ đã tới. Chúng lao vào một cách hùng hổ. Với một con khỉ như thế này, thì hai con báo săn chưa chắc địch lại. Con báo bắt đầu bỏ chạy không kịp khi đám khỉ tìm đến. Một con khỉ quay lại chỗ con mồi của báo săn. Kỳ tích xuất hiện, linh dương tội nghiệp nhấp nháy mấy mắt và bắt đầu có dấu hiệu sự sống. Nếu không có sự can thiệp kịp thời này của khỉ đầu chó, linh dương đã chầu Diêm Vương từ lúc nào rồi. Tuy nhiên, kẻ đi săn muốn quay lại để hy vọng lấy lại con mồi. Nó không ngờ rằng khỉ đầu đàn vẫn quẳng quanh dưới đất. Nó lại bị kẻ đầu đàn đánh bay lần nữa. Một khoảng thời gian quý giá, linh dương sống lại như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Những ông buộc khỉ đầu chó đang ra sức ngăn cản báo săn từ mọi phía. Linh dương cố gắng hồi phục nhanh nhất. Nó đã sống và sẽ an toàn khi xung quanh nó là rất nhiều khỉ đầu chó.